Chào các em học sinh đến với chuyên mục học toán cơ bản và nâng cao lớp 2 cùng với thầy trường. Thế thầy giáo đã trao đổi với các em hai video về hình học rồi. Thế thì video hôm nay thầy giáo sẽ cùng trao đổi với các em cái cách đếm hình. Đây là một cái cách mà nếu các em nắm được thì với dạng đếm hình chúng ta sẽ không bị thiếu, không bị sai và cũng rất là đơn giản thôi. Thế cụ thể video hôm nay là những bài như thế nào thì sau đây chúng ta cùng theo dõi. Mời các em. Chúng ta đến với video thứ hai của tuần học 15, chúng ta học về hình học. Đó. Thì trong video này chúng ta cũng có hai bài. Thì bây giờ các em cùng với thầy tìm hiểu từng bài một. Các em đọc đề theo thầy. Bài 1 có chấm chấm hình tứ giác. Ở đây người ta cho rất nhiều hình. Bây giờ các em phân biệt cho thầy giáo xem là ở dưới này có bao nhiêu hình tứ giác. Thế thì muốn điền được bao nhiêu hình tứ giác thì các em cần phải hiểu tứ giác là gì, hình tứ giác. Đấy, hôm nay chúng ta có một cái khái niệm là hình tứ giác. Đó là hình tứ giác. Thế thì vấn đề ở đây là gì? Các em sẽ hiểu hình tứ giác là hình như thế nào? Thế thì bây giờ các em tìm những cái từ mà chúng ta có từ tứ đi. Đúng không? Tứ. Tìm những từ có từ tứ. Thì ở đây là chúng ta có cái từ là tứ phía, đúng không? Các em nghe cái từ này chưa? Tứ phía. Đấy. Tứ phía. Thế bây giờ tứ giác nghĩa là gì? Đó, vấn đề tứ phía nghĩa là gì? Tứ phía ở đây chính là bốn phía. Bốn phía. Thế vậy tứ giác ở đây nghĩa là gì? Là bốn giác. Đó. Các em hiểu như thế đã nhá. Bốn giác. Thế còn giác là cái gì? Giác chính là bốn góc. Đó. Như vậy chúng ta hiểu hình tứ giác nghĩa là như thế nào? Nghĩa là hình có bốn góc này này. Đó nhá, bốn góc kem nhá. Đó. Thì thầy giáo kể một cái câu chuyện như thế này. Bình thường thì chúng ta có từ Hán Việt là nhất, nhất tức là số 1 đúng không? Nhị tức là số 2. Tam tức là số 3. Tứ tức là số 4. Đó, đây là từ Hán Việt. Thì các em nhớ nhá, nhất, nhị, tam, tứ. Tứ thì các em hiểu luôn là 4. Giác là góc. Đó. Còn lại nếu mà ở lớp 2 thì các em cứ hiểu là 4 4 cạnh cũng được. Đó, 4 cạnh. Hình tứ giác có 4 góc, có 4 cạnh, vân vân. Thế thì bây giờ chúng ta tìm hiểu xem là trong các hình này, hình nào là có bốn góc. Hình thứ nhất, một góc đây, 2, 3, 4. Đấy, như vậy hình này là một này. Hình này có một góc, hai góc, ba góc, bốn góc. Đó, hay chúng ta hiểu là có bốn cạnh. Một cạnh, hai cạnh, ba cạnh, bốn cạnh. Hình này cũng có bốn cạnh. Hình này cũng có bốn cạnh. Hình này thì không phải rồi, đúng không? Hình này các em thấy là hình tròn. Hình này nhìn thì thoạt đầu thì các em tưởng là có bốn cạnh. Nhưng mà ở đây là cái cạnh này nó không phải là đường thẳng các em nhé. À là đoạn thẳng nhé. Nó lại vòng vòng thế này. Đấy, nó lại vòng vòng thế này. Cho nên đây không được tính là tứ giác. Đấy, nhìn thì các em thấy có thể là tứ giác. Nhưng ở đây đường vòng vòng không phải là bốn cạnh. Cũng không phải là bốn góc. Đó. Hình đây thì các em thấy là 1, 2, 3, 4, 5. 5 cơ chứ không phải là 4. Cạnh cũng là 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, 5. Thì nó không đáp ứng là 4 cạnh, 4 góc. Nha. Hình này đủ 4 cạnh, 4 góc. Hình này thì chỉ có 3 thôi, đúng không các em? Đấy, như lúc nãy thầy giáo nói nhất, nhị, tam. Đấy, tam, giác.
Hình này chính là hình tam giác này, có ba ba góc này, ba cạnh này. Đó. Thế qua quan sát như vậy thì các em thấy thấy những cái hình nào? Thì chúng ta có hình 1, hình 2, hình 3, hình 4 không phải, hình 5 không phải, hình 6 không phải. Đấy, hình 7. Như vậy là chúng ta có 1, 2, 3, 4 hình tứ giác. Đó. Thì các em phân biệt cho thầy giáo như vậy nha. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài số 2. Bài số 2. Các em đọc đề theo thầy. Bài 2, quan sát hình vẽ bên rồi điền số thích hợp vào chỗ chấm. Đấy, thì các em quan sát này. Hình này là gồm có hình A, B, C, D này. Xong lại có M, N này. Đấy, cái hình là như thế. A là tên 3 điểm thẳng hàng là. Đó. Bây giờ chúng ta lại có cái khái niệm 3 điểm thẳng hàng. Có chấm chấm đoạn thẳng đó là. Có chấm chấm hình tứ giác. Đấy. Thế thì đây là một cái kiến thức mà nếu bình thường thì các em sẽ gặp khó khăn. Gặp khó khăn. Rất nhiều bạn sẽ nhầm ở cái bài này. Thế thì bây giờ chúng ta tìm hiểu xem điểm thẳng hàng có nghĩa là gì. Đó, điểm thẳng hàng có nghĩa là gì? Điểm thẳng hàng, 3 điểm thẳng hàng có nghĩa là trên một đoạn thẳng thế này thì có 3 điểm như thế này cùng nằm trên một đường thẳng như thế này thì người ta gọi là 3 điểm thẳng hàng. Thí dụ điểm này và điểm này. Muốn biết thẳng hàng hay không, thầy giáo sẽ kẻ xem là cùng nằm trên một đường thẳng hay không. Thì các em thấy là cùng nằm trên một đường đường thẳng thì 3 điểm này là thẳng hàng. Nhưng mà điểm đây và điểm đây như thế này thì không tài nào mà kẻ một cái đường thẳng mà có 3 điểm này được. Cho nên là thầy giáo lưu ý lúc nãy là bị che mất hình rồi. Thầy giáo nói lại nhá. 3 điểm thẳng hàng tức là có 3 điểm trên cùng một đoạn thẳng hoặc một đường thẳng như thế này. Đó. Bây giờ vấn đề xác định 3 điểm thẳng hàng hay không, thầy giáo ví dụ điểm đây và điểm đây có thẳng hàng hay không? Thì bằng cách là thầy giáo dùng thước kẻ xem 3 điểm này có nằm trên một đường kẻ hay không. Thế thì các em thấy 3 điểm này cùng nằm trên một đường thẳng thì lại gọi là 3 điểm thẳng hàng. Còn ví dụ điểm này, điểm này, điểm này, 3 điểm này. Không tài nào mà dùng thước mà nối 3 điểm này lại với nhau thì đây gọi là 3 điểm không thẳng hàng. Đấy. Thì thầy giáo giải thích cái điểm thẳng hàng. Thế các em nhìn đây. Ví dụ như là trên đoạn thẳng hay đường thẳng nào mà có 3 điểm thì thứ nhất là A, M, B đây này. Đấy, các em thấy 3 cái điểm này là thẳng này. Còn A, M, N thì không thể thẳng được. Đấy, các em thấy nó nằm trên đường gấp khúc đúng không? Đây là cùng nằm trên một đoạn thẳng. Thì như vậy chúng ta thấy có 3 điểm này. 3 điểm bên dưới này. D, N, C. Còn lại là không được. Như vậy tên 3 điểm thẳng hàng là A, M, B và D, N, C. Đó. Các em lưu ý như vậy. Còn bây giờ có bao nhiêu đoạn thẳng thì khái niệm về đoạn thẳng thầy giáo đã trao đổi với các em rồi. Đấy, thì bây giờ cái cách làm đầu tiên là chúng ta cứ xác định đoạn thẳng đơn, tức là một đoạn thẳng đã. Đây. AM là một nhá, đúng không? Đấy. MB là một, nữa là hai nhá. BC là ba nhá, CN là 4 nhá, NZ là 5 nhá. ZA là 6 nhá, MN là 7 nhá. Đấy. Thì chúng ta được 7 7 7 đã. Đấy, được 7. Thế sau đó thì các em 7 đây là có một một đoạn. Đó, 7 là có một đoạn. Sau đó các em tìm xem là
Chúng ta ghép đoạn này với đoạn này đưa vào thành một đoạn được không? Tức là ghép hai đoạn thành một đoạn. Thì ở đây chúng ta thấy là AM ghép với MB thì ta được cái đoạn AB. Đấy, ta được đoạn AB. Ta được đoạn AB. Thế còn lại nếu mà ghép MB với BC thì không được, bởi vì đây không phải là một đoạn thẳng. Đó. Như vậy chúng ta chỉ ghép được AM và MB thành đoạn AB và ZN với NC thành đoạn DC. Tức là chúng ta có thêm hai nữa. Đó, chúng ta có hai nữa. Như vậy tổng cộng chúng ta sẽ có 9 9 đoạn thẳng. Bây giờ các em viết tên ra, đầu tiên các em viết đơn trước là AM này, MB này, MB hay là BM đều được này, BC này, thì giá cứ viết vòng quanh trước, CN này, viết vòng quanh trước nha, CN này, NZ này, AZ này, MN này, thì giá viết xuống dưới đây. Như vậy là có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 như lúc nãy thầy giáo đã trao đổi đây, có 7 đây rồi. Bây giờ chúng ta ghép AM và MB thành AM, AB. Ta thêm 1 nữa. ZN và NC thành CZ hoặc là ZC. CZ. Đó. Như vậy tổng cộng chúng ta được những 9. Thì bài này nhiều bạn sẽ đếm không ra đâu, sẽ bị nhầm đấy. Thế còn bây giờ hình tứ giác. Cách đếm hình tứ giác thì cũng giống như là cách đếm đoạn thẳng. Đấy. Tuy nhiên thầy giáo sẽ vẽ lại để các em hình dễ hình dung ra. Thầy giáo vẽ lại đây. Đó, A này. Ồ. Vẽ lại đây. AB này, CZ này. Chỗ này là M này, N này. Thế thì trong quá trình làm dạng hình thì các em lưu ý ở đây chúng ta sẽ có hai hình nhỏ, chúng ta đánh số 1 và số 2. Số 1 và số 2. Thế các em thấy hình số 1, hình số 1 đây này. Đó, có phải là hình tứ giác không? Thì có, bởi vì nó có bốn cạnh, bốn góc đây rồi. Hình số 2 có phải không? Có. Bởi vì cũng có bốn góc bốn cạnh. Như vậy chúng ta được hai hình rồi. Hai hình. Đó. Thế sau khi mà được hai hình đơn rồi, tức là hai hình rời rồi, chúng ta thử gộp. Gộp hai hình này vào với nhau thì có được là hình tứ giác không? Thì gộp vào thì nó sẽ thành hình ABCD này, cũng có bốn cạnh bốn góc. Như vậy hình đơn này. Thế còn một là chúng ta có thể gộp này. Như vậy tổng cộng chúng ta sẽ có là 3, 3 hình. Đó. 3 hình tứ giác. Thế thì đấy là nội dung thầy giáo muốn trao đổi với các em ở cái bài số 2. Bài số 2 là một cái bài tương đối khó và các em sẽ rất hay nhầm nếu như chúng ta không cẩn thận. Thì đếm hình và đếm đoạn thẳng sẽ bị thiếu, bị sai. Nội dung video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo. Xin chào.